Chào tất cả các bạn, hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau sửa đầu Sony EDV5000. Đây là đầu ED Beta có kích thước khá nhỏ. Cái series của nó là EDV5000, EDV6000, EDV7000, EDV8000 và EDV9000. Ở phía dưới đây chính là đầu EDV9000. Thì đầu EDV5000 là số nhỏ nhất. Nó cũng ít chức năng hơn những đầu kia. Máy được thiết kế với hai hồi gỗ nhìn rất đẹp. Đây chính là các chất cắm AV và S-Video. Máy này có sử dụng chức năng kỹ thuật số cho việc xử lý video nên hình ảnh sẽ khá tốt. Đây chính là bảng điều khiển chính của máy, nó gồm có nút play, hai nút tua băng, nút stop, hai nút chọn kênh, nút record, nút mà dùng để ghi băng. Đối với các loại máy beta thì ghi băng chúng ta sẽ gạt công tắc này qua phải chứ không phải là nút nhấn. Đây chính là bảng điều khiển phụ. Đây chính là volume dùng để chọn ảnh sắc hoặc là mờ. Chúng ta có thể chọn là mờ hoặc sắc nét. Đây chính là hai volume dùng để chỉnh tracking. Đây chính là tracking trong chế độ thường. Và đây chính là chế độ slow motion. Đây có công tắc cho phép chúng ta chọn chế độ hai băng. Thường chúng ta sẽ để on. Đây là một số công tắc dùng để chọn chế độ audio và line-in. Đây chính là hai biến trở dùng để chỉnh âm lượng khi ghi băng. Hai biến trở dành thanh gạt. Phía dưới đây chính là những nút dùng để thiết lập timer. Tuy máy rất mới nhưng mà tôi không dám cắm điện. Bây giờ chúng ta phải cùng nhau mở ra xem bên trong máy như thế nào. Sau đó chúng ta mới được phép cho băng vào. Nếu lỡ như dàn cơ có sự cố gì khi chúng ta cho băng vào nó sẽ làm hư con băng ngay. Đây chính là phần dàn cơ, đây là bộ nguồn và đây chính là phần mạch chính. Đây chính là dàn cơ của Beta đời mới nhất. Dàn cơ này ra đời sau cùng và cũng là dàn cơ có khá nhiều nhược điểm. Do nó được đúc bằng rất nhiều chi tiết bằng nhựa, sau một khoảng thời gian hoạt động những chi tiết này sẽ giòn và gãy vỡ. Có thể kể đến đó chính là cái hộp băng này chính là phần dở nhất. Đây chính là tăng phô nguồn. Trên bộ nguồn này còn có một con IC STK ổn áp nữa. Và con IC STK này rất hay bị hỏng. Đây chính là khối plug-in của máy. Máy chỉ sử dụng một motor mà thôi. Thì những cái máy đời đầu thì họ sẽ sử dụng một motor và một relay. Motor dùng để plug-in, relay dùng để ép pin roller vào trục cấp xăng. Hoặc là relay dùng để khóa hai bánh răng plug-in lại. Giống như là dàn cơ của máy SLHF 3000 hoặc là SLHF 900. Thì còn dàn cơ này nó đã cải tiến rồi, nó chỉ sử dụng một motor mà thôi. Trong đây sẽ có một bộ giảm tốc dạng hành tinh. Một phía nó sẽ ăn khớp với lại cái vòng plug-in, một phía nó sẽ ăn khớp với lại cái càng dùng để đẩy cái pin roller vào trục cấp xăng. Đây chính là trống từ của Beta. Lần trước tôi đã đề cập với quý vị là khi mà chúng ta kiểm tra máy Beta, chúng ta nên kiểm tra cái trống từ đầu tiên, xem coi cái rum nó còn quay được hay không. Nếu như cái rum quay đã bị kẹt cứng thì chúng ta nên vứt cái máy đó và không nên sửa, tại vì sửa rất tốn thời gian. Và cái máy này cũng như vậy. Xoay rất là khó quý vị, nó bị kẹt cứng rồi. Bị kẹt cứng không thể nào xoay được. Trong clip này tôi sẽ hướng dẫn cho các bạn cách khắc phục lỗi này. Lỗi thứ hai đó chính là lỗi hộp băng. Hộp băng này được đúc bằng những chi tiết nhựa rất là giòn và dễ gãy. Chúng ta thấy là nó đã bị gãy rồi nè. Khi chúng ta cho băng vào thì băng sẽ không nuốt và máy sẽ báo lỗi. Nó đã bị gãy cái chốt nhựa rồi. Thì tôi gặp 10 máy thì 8 máy lại bị trường hợp này. Nhất là những máy sử dụng cái dàn cơ thế này. Dàn cơ cực kỳ dở. Hộp băng này nó còn có một biến thể nữa dành cho VHS. Chúng ta thường gặp ở máy SLV 831,
SLV835 vân vân thì nó cũng bị những cái lỗi tương tự như thế này. Thì về lỗi cơ nó sẽ có hai lỗi cơ bản, đó chính là lỗi hộp băng và lỗi rung bị kẹt cứng. Trước khi sửa hai lỗ này, chúng ta sẽ cùng nhau xem thử mạch bên trong của nó như thế nào. Đây chính là phần mạch điều khiển. Đây chính là con IC vừa có tác dụng điều khiển hệ thống, vừa có tác dụng là servo. Đây chính là phần mạch điều khiển. Ở đây nó có hai cái khối dùng để giải điều chế RF nữa. Ở đây chính là cái hộp kỹ thuật số dùng để xử lý tín hiệu video. Đây chính là mạch audio hi-fi. Chúng ta thấy nó có sử dụng một vài những cái tụ audio màu xanh nè, tụ của Nichicon. Đây chính là phía dưới của máy, phần dàn cơ và phần mạch video. Đây chính là phần dưới của room. Chúng ta thấy là nó hoàn toàn bị kẹt cứng ha. Hoàn toàn kẹt cứng, không thể quay một cách trơn tru được. Đối với dàn cơ của máy SLHG3000 hoặc SLHG900, hai cái reel được dẫn động bằng một motor trực tiếp ở đây. Còn máy này thì không dùng motor trực tiếp mà thay vào đó nó sẽ sử dụng dây cora, tận dụng lực kéo của cáp xăng. Đây chính là dây cora có răng. Sau một khoảng thời gian hoạt động, cái dây cora này sẽ bị trùng và chúng ta sẽ phải căng lại nó bằng cái con ốc này. Đây chính là bo xử lý video, bao gồm là xử lý tín hiệu Betamax, Beta 2 băng và Beta ED. Bây giờ chúng ta sẽ xem cái mặt trên của nó như thế nào. Đây có một mạch khá phức tạp. Trên bo này có rất nhiều linh kiện analog. Đây chính là khối xử lý màu. Đây chính là khối tiền nhấn. Và phần này chính là khối xử lý tín hiệu chói Y. Trên bo video này nó có dùng những cái tấm mạch hai bơ như thế này. Những tấm mạch này rất hay bị lỗi. Tôi sửa mười mấy beta thì có tổng cộng là khoảng 7 máy đều bị lỗi những cái bo như thế này. Tất cả đều là máy ED. Đây chúng ta vừa xem sơ qua về cái cấu trúc của máy, bây giờ chúng ta sẽ tiến hành sửa hai cái lỗi dàn cơ chính đầu tiên, đó chính là lỗi hộp băng và lỗi cái rum bị kẹt cứng. Đầu tiên chúng ta sẽ xử lý phần dễ nhất, đó chính là phần hộp băng. Bây giờ chúng ta sẽ tháo bốn ốc của hộp băng. Đây chính là phần hộp băng. Chúng ta thấy là cái phần hộp băng này nó được dẫn động bằng hai cái càng như thế này và nó sẽ có hai cái lẫy đưa ra để đẩy băng. Tuy nhiên hai cái lẫy đã bị gãy rồi. Đây nè quý vị, cho nên là cái hộp băng này sẽ bị trôi và không thể nào mà chuyển động được. Đây là nó sẽ có hai cái thanh nhô như thế này. Thanh này đã bị gãy rồi. Đây chính là hai cái mảnh vỡ của nó. Đây. Đúng là cái chốt mà nó nhô như thế này là sau đó nó mới ăn khớp với lại cái rãnh của cái tay cam. Tuy nhiên bây giờ đã bị gãy rồi cho nên là khiến cái hộp băng này bị trật. Nó trật và nó không thể nào mà đưa cái băng ra vào được, khiến máy báo lỗi ha. Bên đây cũng bị vỡ nữa nè. Bây giờ chúng ta sẽ khắc phục nó.
Đây, chúng mày nó bị gãy rồi nè. Về nguyên tắc chúng ta có thể dán keo là được. Nhưng mà theo kinh nghiệm của tôi thì những cái lỗ này dán keo rất là khó. Tôi đã cũng đã thử vài lần rồi. Dán keo xong thì nó lại gãy trở lại. Cho nên bây giờ chúng ta sẽ chế nó bằng cách là dùng một cái ruột vít bi to. Và chúng ta sẽ gắn vào bên đây. Rồi bên cả bên đây nữa. Nó bị gãy hai thanh này. Hai thanh này chịu lực lớn nhất. Cho nên là bị gãy. Ngoài ra chúng ta thấy là cái phần nhựa nó còn bị rạn nứt nữa nè. Nó là một tấm sắt, sau đó nó cho đúc nhựa vào. Và sau một khoảng thời gian hoạt động thì cái phần nhựa này sẽ bị giòn và gãy. Đây chính là một cái lỗi cũng rất khó khắc phục. Tuy nhiên nó cũng chưa đến nỗi nặng lắm, cho nên là chúng ta sẽ không khắc phục cái rạn nhựa này ha. Chúng ta chỉ dán, chúng ta chỉ chế hai cái thanh nhô ra này mà thôi. Đầu tiên chúng ta sẽ vệ sinh cái phần mỡ bò này. Mỡ bò sau đây là mỡ bò màu xanh. Đây, chúng ta đã vừa vệ sinh xong cái phần mỡ bò này rồi. Ở đây tôi sử dụng vít bi. Tôi đã vào shop 100 yên mua ba cái vít bi này với giá 100 yên, thuế 10% nữa là 110 yên. Loại vít bi này có cái ruột to cho nên là chúng ta sẽ thay thế nó được. Đây như thế này. Chúng ta sẽ thay nó bằng cái ống này. Sở dĩ nó gãy là như thế này nè quý vị. Đúng ra nó là một cái thanh bằng sắt. Sau đó người ta mới đúc một cái thanh nhựa đưa ra. Tuy nhiên cái thanh nhựa này đưa ra quá dài, trong khi cái cốt bằng sắt nó lại ngắn tới nhiêu đây thôi. Và trong quá trình chịu lực á, thì do cái phần nhựa này nó không có cốt sắt cho nên sẽ bị gãy ra trước. Còn phần nhựa này có cốt sắt nên không bị gãy. Bây giờ chúng ta sẽ tìm cách gọt bỏ cái phần cốt nhựa này. Và chúng ta sẽ nhét cả cái ruột vít bi vào đây. Chúng ta nhét vào đây sau chúng ta cắt nó. Thì tuy nhiên nó có một cái vấn đề như thế này. Cái đường kính của đường kính ngoài của hai cái này khác nhau. Cái đường kính vít bi này có khả năng là nó to hơn. Cho nên là khi cho vào cái rãnh thì có thể là nó không di chuyển được ha. Đây nè. Cái đường kính này to hơn nó không di chuyển được. Rất là khó. Cho nên bây giờ chúng ta sẽ dùng cái nhám mài nó cho cái đường kính này bé lại. Sau khi đã mài cái ruột vít bi này sao cho nó nhỏ hơn cái đường kính của rãnh này, nó đã chạy vào ok rồi. Bây giờ chúng ta sẽ tiến hành cắt cái cốt cũ đi và gắn cái ruột vít bi vào. Chúng ta sẽ dùng kìm chúng ta cắt. Chúng ta cắt được một bên rồi. Bên thứ hai. Chúng ta phải gắn cái ruột vít bi làm sao cho độ dài của cái ruột vít bi nó phải bằng hai cái chiều dài của cái cốt gãy cộng lại với nhau. Đấy, chúng ta phải cắt như thế này. Sau đó gắn vào. Bây giờ nó gặp một cái vấn đề là cái cốt sắt này nó quá nhỏ so với cái đường kính trong của ruột vít bi. Bây giờ chúng ta sẽ lấy chỉ quấn vào đây cho nó to lên, sau đó chúng ta mới dán keo được.
Bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau khắc phục một cái lỗi cực kỳ phổ biến ở những cái máy Betamax, đó chính là cái lỗi mà cái rum không xoay được ha. Chúng ta dùng tay chúng ta xoay cái rum này rất là cứng các quý vị. Rất là cứng, không có nào mà xoay nhẹ nhàng được. Thì đối với VFS thì cái lỗi này cực kỳ là dễ sửa, nhưng mà đối với Betamax thì cực kỳ khó. Hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau giải quyết cái lỗi này. Thì có lẽ là tôi đã nói sơ qua về cái kỹ thuật vaccine của Betamax ở một clip rồi. Tức là nó sẽ dùng một cái vành quét mỏng ha, chứ không có phải là một cái cối xoay như là VFS ha. VFS thì nó có cả nguyên cái phần trên này xoay luôn. Còn Betamax thì nó chỉ có một cái vành mỏng thôi, cho nên là giảm thiểu cái lực ma sát giữa băng và đầu từ ha. Nhưng mà đối với cái loại Betamax này thì nó hay mắc cái lỗi là bị kẹt cái rum như thế này. Bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau sửa nó. Thì đầu tiên chúng ta phải lưu ý là đối với cái rum này là một cái thành phần cực kỳ nhạy cảm. Nếu mà chúng ta mà mạnh tay hoặc chúng ta sờ vào những cái chỗ mà nhạy cảm thì nó sẽ bị vỡ những cái mép từ ngay. Bây giờ tôi sẽ hướng dẫn cho các bạn khắc phục cái lỗi này. Thì ở nước ngoài họ chơi Betamax rất là nhiều. Thì khi mà gặp cái lỗi này thì họ sẽ mua một cái máy khác, hay còn gọi là những cái máy rác á. Họ chỉ mua cái xác mà thôi, sau đó lấy cái rum này thay vào rất là nhanh ha. Tuy nhiên thì những cái máy đó không phải lúc nào cũng có sẵn, tại vì rum thì nó cũng có những cái dạng này dạng kia ha. Những dạng sẽ không tương thích với nhau. Bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau sửa nó. Chúng ta sẽ tháo từng thành phần ra. Đầu tiên chúng ta sẽ tháo cái phần cáp này. Nó có một cái cáp ở trên dùng để che cái những cái mối dây ha. Ta mở ra như thế này. Rồi, bây giờ chúng ta sẽ tháo đến cái phần upper room này. Cái phần tháo rất khó nha quý vị. Chúng ta để ý là nó sẽ có 5 con ốc. 1, 2, 3, 4, 5. Hai con ốc này tuyệt đối không được tháo ra. Tuyệt đối không được tháo ra nha quý vị. Chúng ta chỉ được tháo con lục giác này thôi. Hai con này thì tháo cũng được, tuy nhiên thì tôi khuyến khích là không nên, tại vì hai con này nó là cái cử để giữ chúng cho cái khoảng cách này không thay đổi nè. Chúng ta thấy là giữa cái upper room và cái lower room mình nó có một cái khe hở ha, và cái khe hở này xác định bởi cái cử này nè, hai con ốc này chỉnh nè. Tốt nhất chúng ta cũng đừng đụng vào hai con ốc này, vì nếu như chúng ta đụng vào chúng ta phải chỉnh lại rất là khó ha. Chúng ta chỉ được quyền là mở con ốc lục giác này mà thôi. Bây giờ là chúng ta thấy nè, đối với cái máy này nó sẽ có những nét từ. Chúng ta sẽ xoay làm sao cho cái phần đối diện con ốc lục giác này, đối diện nè, nó không có cái mép từ nào cả. Sau đó chúng ta sẽ cho cái móng tay vào, hoặc có thể là dùng cái cử hoặc một cái tờ giấy cho vào cũng được, để khi chúng ta tháo ra thì cái upper room này nó không có sập xuống và nó làm gãy mép từ ha. Chúng ta phải có cái cử nó giữ lại. Sau đó chúng ta dùng lục giác 2.5 mở nó ra. Lưu ý nha, chỉ được mở con ốc lục giác này mà thôi. Chúng ta vừa mở nè, chúng ta thấy là nó sẽ di chuyển. Và tuyệt đối là không để nó chạm vào cái mép từ này, cho nên là tôi phải giữ cái máy tay, cái móng tay nè, tạo cái cử để giữ lại ha. Đây. Mà hai con ốc này cũng vậy nè, chúng ta phải canh làm sao cho hai con ốc này nó chạm vào cái phần vành này, không để nó sập xuống ha. Nếu nó sập xuống thì cực kỳ nguy hiểm. Sau đó chúng ta nhấc nhẹ nhàng lên. Đây, chúng ta đã lấy được rồi. Xoay rất khó nè quý vị. Trước khi tháo chúng ta phải kiểm tra xem những cái mép từ nó còn nguyên hay không. Nếu như mà nó đã hỏng rồi thì chúng ta không cần sửa, chúng ta vứt luôn cái rum này. Không cần sửa làm chi hết. Chúng ta chỉ sửa trong trường hợp là những cái rum này còn nguyên và có khả năng là khôi phục được thôi.
Nếu vỡ rồi thì bó tay. Rim Betamax là cực kỳ khó thay, cực kỳ hiếm. Bây giờ chúng ta sẽ tiến hành hàn dây và tháo cái vành mà giữ những cái mép từ ra ha. Thì chúng ta để ý là cái máy này nó sẽ có hai mép từ ha, cho nên nó sẽ có hai dây nè, nó có hai cái trạm dây. Thì đối với những cái máy mà đời cao hơn nó sẽ có nhiều trạm, nó có những mép từ, chẳng hạn như là máy EDV 9000 hoặc là những máy SL 2001 thì nó sẽ có 4 từ hoặc là 6 từ á, nó sẽ có nhiều trạm dây hơn. Thì tốt nhất chúng ta nên chụp hình lại để sau này mà cái gì mà hàn vào thì chúng ta sẽ hàn đúng phía ha. Thì ở đây nó chỉ có hai trạm thôi, bây giờ tôi sẽ đánh dấu. Nếu mà chúng ta hàn vào bị ngược á thì nó sẽ không lên màu đối với S ha, còn nó beta nó sẽ khác. Ví dụ như đây cái trạm dây màu đỏ nè, tôi sẽ ghi chữ ha, tôi sẽ đánh dấu vào. Đây là màu đỏ nè. Đây là màu trắng nè. Đấy. Ghi chữ ở đây nè, đánh dấu vào. Bây giờ chúng ta sẽ tiến hành là xả cái mối hàn này ra. Chúng ta lưu ý là những cái phần tử mép từ này cực kỳ là mỏng manh. Chúng ta không được dùng tay mà sờ trực tiếp vào những cái mép từ này ha. Đây là những mép từ nó rất là mỏng manh, nó sẽ vỡ ngay ha, nếu chúng ta không cẩn thận. Đấy, bây giờ tôi đã xả hai cái trạm dây này ra rồi, một cặp trắng một cặp đỏ nè, mà tôi đã đánh dấu. Bây giờ chúng ta sẽ tiến hành là tháo cái vành này ra, dùng lục giác 2 ly ha. Kỳ cẩn thận nha các bạn. Đây bây giờ chúng ta sẽ nhấc lên. Thì đối với beta nhấc lên rất là dễ ha. Chúng ta lưu ý là không được cầm, chúng ta thấy này nó cái vành nè, trên đây có những mép từ chúng ta không được phép cầm vào đó, chúng ta chỉ cầm cái mép đối diện rồi thôi. Chúng ta lắc từ từ nó sẽ lên. Cực kỳ cẩn thận nha các bạn. Đấy, lên này nè. Nó sẽ có một cặp ha. Mép thứ nhất này, mép thứ hai nè. Và đây chính là hai cái mép giả. Mép từ vẫn còn nguyên nha các bạn. Đây, chúng ta sẽ để yên ở một nơi. Đây, bây giờ chúng ta sẽ tháo đến cái motor dưới đây. Nó sẽ không còn lông đền nữa nè. Và đây chính là cái phần rotor nè. Rotor nó là một cái 500. Rồi, ở đây nó có một cái lông đền nè các bạn. Chúng ta tránh đừng có để cho cái lông đền này bị rơi ra nha. Bây giờ tôi sẽ tháo đến phần stator. Cái mẹo mà để giúp cho ốc không bị thất lạc đó là chúng ta sẽ cho nó hít vào cái 500 của rotor nè. Cái rotor nè, chúng ta sẽ cho những cái gì hít vào hết để cho nó không bị thất lạc ha. Đây chính là cái rotor là nó có cái lem bự giữ cái dây nè. Đây chúng ta mở ra như thế này. Đây chính là cái motor nè, cái rotor. Nó sẽ có một cái mạch driver dưới đây, là có một IC, một số những cái linh kiện khác nha. Đây chính là cái những cái
vòng dây stator nè. Đây chính là IC horn dùng để phát hiện ra vị trí và tốc độ của drum. Thì đối với một số máy thì cái con sensor này bị hỏng thì khiến cho cái drum này sẽ chạy sai tốc độ. Nó sẽ để nó qua một bên. Rồi, chúng ta để ý ở đây nó có một cái lông đền nữa ha. Cái lông đền thứ hai. Lông đền này bằng inox cho nên là 500 sẽ không hút được. Rồi, đây chính là cái phần khó nhất nè, chính là cái phần chúng ta sẽ đục cái phần trục quay này ra, chúng ta thấy là nó bị ma sát nè. Nó có biến áp xoay, nó có hai phần các bạn, cái phần trên và phần dưới nó có hai cái lõi ferrite nè. Thì cái lõi trên này á nó đã bị xúc keo ra cho nên là cái đĩa trên này nó sẽ hạ xuống dưới và ma sát ở cái đĩa dưới này nè, khiến cho cái nó sẽ xoay không được, rất là khó ha. Bây giờ chúng ta sẽ đục nó ra, cái công đoạn này cực kỳ là khó. Thì để đục đó, chúng ta sẽ tìm một cái thanh gỗ nhỏ đục. Nếu mà chúng ta đục bằng búa trực tiếp đó, thì có khả năng là bị hỏng và có thể là vỡ cái lõi ferrite này. Chúng ta sẽ tìm một cái miếng gỗ nhỏ, mà ở đây tôi không có gỗ cho nên tôi tìm một cái miếng giấy ha, và chúng ta gấp dày lại. Sau đó chúng ta đục ra. Các bạn lưu ý là phải dùng tay giữ phía dưới ha. Đục thì nó sẽ không bị rơi ra, bị vỡ ha. Chúng ta sẽ đục ra nè. VHS thì làm rất dễ nhưng beta làm cực kỳ khó các bạn. Đây, nó đã ra rồi. Đây, nó sẽ có hai phần ha. Phần ở dưới này là phần đứng yên. Đây là một cái lõi ferrite nè. Và đây chính là những cái vòng dây cảm ứng ha. Đây cũng vậy. Dưới trên này nó có một cái lõi ferrite và những cái vòng dây. Thì nó, cái cấu trúc của nó là một cái biến áp. Nhưng mà cái biến áp này có thứ cấp và sơ cấp, nó xoay với nhau ha. Phần trên thì xoay, phần dưới thì đứng yên và nó sẽ câu dây ra ngoài. Thì đối với những cái máy đời cũ á, vào khoảng cái thập niên mà 60 70 á, thì họ dùng vành khuyên và chổi quét. Tuy nhiên á, thì làm như vậy thì rất là nhiễu các bạn. Tức là những cái biên độ của tín hiệu thì nó nhỏ hơn cái biên độ của nhiễu. Tại vì nó sẽ có ma sát giữa chổi quét và vành khuyên. Cho nên là tới cái thời beta và VHS thì họ sẽ chuyển sang là dùng biến áp xoay ha. Thì chúng ta thấy nè, đối với lại VHS đó, thì cái lõi dưới này họ dán keo chặt với lại phần phần đế dưới luôn. Nhưng mà đối với beta thì họ sẽ dùng hai cái tấm kim loại và bắt ốc vào giữ vào như thế này. Thì nó rất là chắc ha, và không thể nào mà xúc keo bung ra ngoài được. Tuy nhiên á, đối với cái lõi trên này á, thì nó đã bị xúc keo nè, các bạn thấy nè, nó rơi ra rồi. Cho nên nó sẽ đụng xuống dưới và ma sát với cái lõi dưới này khiến cho nó không xoay được ha. Và cũng như là những cái vòng dây nó đã bị bung ra rồi. Bây giờ chúng ta sẽ tiến hành là xử lý nó. Thì trước tiên là chúng ta phải xả hai cái mối hàn này ra để có thể lấy được cái này, chứ không nó không nó sẽ bị đứt dây này, các bạn thấy không? Nó có những cái mối dây nè. Rồi, trước khi xả dây ra các bạn phải đánh dấu vào. Nó sẽ có hai vòng là vòng trong với vòng ngoài nè, hai cuộn dây. Thì đối với những cái máy đời cao hơn nó sẽ có 4 mép từ, 6 mép từ thì họ sẽ quấn thêm nhiều vòng dây ở đây nữa. Nhưng mà máy này có hai một cặp thôi ha. Cho nên bây giờ chúng ta sẽ để ý nè, nó sẽ câu dây phía trên nè. Đây nó câu dây ra cái lỗ này, nó câu lên đây. Bây giờ chúng ta sẽ đánh dấu để một tí nữa chúng ta không có bị nhầm lẫn ha. Đây là cái vòng to và đây là vòng nhỏ nè. Rất là khó nha các bạn. Là vòng to nè. Và đây là vòng nhỏ nè. Rồi bây giờ chúng ta sẽ tiến hành là xả những cái mối hàn này ra.
chúng ta phải làm cực kỳ cẩn thận. Cái công đoạn này cần cái sự tỉ mỉ rất cao. Đối với người nước ngoài thì họ sẵn sàng là mua một cái máy beta khác vào, những cái máy như là chúng ta gọi là xác á, rồi sau đó là họ sẽ chuyển cái room sang. Còn đây chúng ta chủ yếu là chúng ta đang nghiên cứu ha, thử nghiệm nghiên cứu. Có thể là chúng ta không làm được nhưng mà nó sẽ giúp cho chúng ta là hiểu được cái công nghệ mà người xưa đã thiết kế như thế nào ha. Rồi bây giờ chúng ta sẽ nhắc lên nè. Đây, nhắc ra rồi. Cái nguyên nhân á, là do là chúng ta thấy là cái đĩa trên này nè với cái đĩa dưới này nó dán bằng keo nha các bạn. Thì sau khi dán keo á, thì một sử dụng một thời gian á, thì cái phần nhôm này nó sẽ bị rỉ ha, và nó oxy hóa khiến cho cái lớp keo này bong ra, và cái đĩa này nó sẽ nâng lên như thế này nè, và nó sẽ chạm xuống cái đĩa dưới ha, khiến cho bị ma sát. Đối với cái đĩa dưới này thì họ sử dụng phương pháp là dùng một cái miếng sắt và nó kẹp vào. Còn với lại cái đĩa trên này thì họ lại dán keo ha, một cái nhược điểm của beta. Cho nên bây giờ đó thì chúng ta sẽ mài mài cái lớp mà oxit này, mài nó cho nó bằng phẳng. Sau đó chúng ta sẽ dán keo cũng như chúng ta sẽ định vị lên những cái vòng dây đồng trên đây. Công đoạn này có lẽ là cực kỳ khó khăn. Chúng ta sẽ mài những cái lớp oxit này ra cho thật nhẵn, dán keo nó mới ăn được. Bây giờ chúng ta sẽ mài đến cái đĩa này. Cái đĩa này nó cũng có cái lớp keo nè các bạn. À, bây giờ chúng ta sẽ mài luôn phần này. Đây là chúng ta đã mài nhẵn nè các bạn. Bây giờ chúng ta sẽ tiến hành dán keo. Chúng ta có thể dùng keo 502 cũng được. Đối với lại dán cái lõi ferrite này thì họ sẽ có một cái loại keo chuyên dụng. Bây giờ chúng ta sẽ dùng keo 502. Thì tôi dùng cái loại keo này nè. Cái keo này của Nhật rất là tốt các bạn. Nó cũng giống như keo 502 của Việt Nam mình đó, nhưng mà nó lâu khô hơn. Lâu khô có nghĩa là sao? Đối với lại keo 502 á, khi mà chúng ta dán hai cái bề mặt đó với nhau á, chúng ta bôi keo ở đây, chúng ta áp chặt vào á, dán á, thì nó khô rất là nhanh mà chúng ta không thể nào mà di chuyển định vị nó vào đúng vị trí được. Vì nó khô rất là nhanh nè, nó đã dính chặt vào luôn, chúng ta không thể nào thay đổi vị trí. Nhưng mà đối với cái loại keo này á, thì nó đặc hơn và nó khô lâu hơn, cho nên là trong cái quá trình mà dán chúng ta có thể định vị nó sao cho nó đúng vào cái vị trí ha. Keo dùng rất là tốt. Tôi mua cái tiếp này là nó có ba, trong cái phong như vậy nó sẽ có ba ống ha, nó 300 350 yên hay sao tôi quên rồi, dùng rất là tốt. Đây nè, chúng ta sẽ cho cái đĩa này vào thì nó sẽ có hai tép dây nè, chúng ta sẽ để đúng vào cái vị trí này ha. Cái tép ngoài là to nè, chúng ta sẽ để vào cái lỗ to này, đánh dấu chữ to nè, đây là chữ nhỏ nè ha, để đúng vào cái lỗ mới được. Bây giờ cái công đoạn tiếp theo chúng ta sẽ dán những cái tép dây đồng này vào cái lỗ ferrite, tại vì cho dù nếu mà chúng ta để như vậy nó sẽ ma sát nè các bạn, nó sẽ bị rối dây ha. Nên bây giờ chúng ta sẽ dùng keo mà dán lại. Chúng ta sẽ dùng keo 502 luôn ha.
Mà sau khi tháo ra tôi mới phát hiện ra một cái điều rất là hay nha. Các bạn thấy ở đây nó có một cái vành màu đỏ ha. Đây chính là keo các bạn. Có nghĩa là khi người ta cái lỗ này người ta sẽ phay một cái vòng phay một cái rãnh cung như thế này. Thì sau khi mà người ta cho cái trụ này vào nè. Cái bật đèn nó sẽ nằm ở đây và nó sẽ có cái lỗ bơm keo vào ha. Bơm keo sao cho là cái bật đèn này dính chặt vào cái vành này à. Cái công nghệ rất là hay ha. Mình thấy nè. Cái này chính là một cái rãnh khuyết nè. Có một cái máy ha, người ta phay một cái rãnh như thế này. Sau đó khoan hai cái lỗ và hai cái lỗ dùng để bơm keo vào ha. Cái công nghệ rất là hay. Bây giờ chúng ta sẽ cho cái này vào ha. Cái trụ nó sẽ có hai cái bạc đạn nè. Ta sẽ gõ nhẹ vào. Chúng ta gõ sao cho cái bật đèn nó vừa chạm cái mí nào được ha. Hoặc chúng ta có thể nghe cái tiếng động mà khi mà chúng ta gõ chúng ta nghe cái tiếng nó khác là nó đã vào hết rồi đó. Nó đụng cái cử rồi nó sẽ phát ra cái tiếng khác ha. À, chúng ta nghe cái tiếng nó khác nè. Do cái bật đèn nó chạm với cái cử ở đây rồi. Thì ở sau khi người ta gia công người ta sẽ bơm keo vào ha. Bơm keo vào hai cái lỗ này nè, sẽ cho dính chặt cái bật đèn này vào. Cho nên là đối với lúc đầu chúng ta đục là rất là khó. Đây, xoay rất là nhẹ nhàng nè các bạn. Cực kỳ nhẹ nhàng luôn. Và chúng ta là nghe là cái tiếng động nó rất là êm ha. Nó không hề bị ma sát gì cả. Đây là cái stator nè. Chúng ta kẹp vào cái clamp bự này. Có một cái clamp này chúng ta kẹp cái dây nè ha. Nói thật với các bạn đây chính là cái ca sửa room Betamax đầu tiên của tôi ha. Ca sửa đầu tiên cũng như một ca sửa rất là khó. Bây giờ chúng ta sẽ cho cái lồng đèn to này vào nè. Rất là êm nha các bạn, không hề phát ra cái tiếng ma sát nào cả. Rồi bây giờ chúng ta sẽ tiến hành gắn cái vành rum vào. Chúng ta nhớ phải để đúng phía nha. Và đây chính là cái phần tử cực kỳ nhạy cảm, chúng ta không được phép là cầm vào cái mép từ này. Đây màu đỏ ha, đây màu đỏ nè. Cái này đúng ra là người ta có cái đồng hồ son người ta chỉnh. Đối với những cái đầu chuyên dụng thì nó sẽ có một cái bát gắn cái đồng hồ son ha. Và họ sẽ siết từng những con ốc này, sau đó họ xem coi cái đĩa nó có cân bằng hay chưa.
Nếu mà cái phí nào cũng mất cân bằng thì họ sẽ siết cái con nó chặt hơn. Họ sẽ có một cái bát gắn một cái đồng hồ xo, chạm một cái vành này và họ xoay. Và họ sẽ biết được cái bên nào đang mất cân bằng, siết cái bên đó. Nhưng mà ở đây là chúng ta chỉ làm đại khái thôi. Để xem nó có lên hình hay không. Quay rất là nhẹ nhàng nè các bạn. Những cái mép tờ là vẫn còn nguyên. Cực kỳ cẩn thận nha các bạn. Sau đó chúng ta sẽ tiến hành là hàn cái cọc dây này vào. Sau đó chúng ta sẽ tiến hành gắn cái up room này vào. Ta sẽ xỏ cái con lục giác này vào trước ha. Chúng ta dùng cái móng tay chúng ta để vào đây, tạo một cái cử trung gian để cho cái up room này nó không có chạm vào cái mép từ này làm mình gãy mép từ ha. Chúng ta sẽ để cái móng tay vào đây nè. Sau đó dùng lục giác 2.5 xếp lại. Sau đó gắn cái cáp này vào. Cái cáp này có tác dụng là che cái phần cái mối dây. Vậy là cái room của chúng ta đã sửa thành công rồi. Bây giờ chúng ta sẽ gắn vào máy. Sau khi sửa xong chúng ta sẽ tiến hành gắn room vào. Đầu tiên chúng ta sẽ cho tất cả những sợi dây xuống dưới. Bao gồm là một sợi cáp tín hiệu nè, gồm có hai dây mép A, mép B. Và hai sợi dây motor ha. Một sợi điều khiển với lại một sợi BG. Chúng ta sẽ cho xuống dưới. Xin nhắc lại là chúng ta không được phép cầm vào cái phía này. Đây chính là những mép từ nè, cực kỳ nhạy cảm. Ở đây nó có một cái miếng sắt dùng để giữ cái upper room mà chúng ta sẽ hướng nó về phía bên phải. Chúng ta để thật nhẹ nhàng xuống.
Zecora này sau khi hoạt động thời gian đã bị chồng rồi, ảnh hưởng tới chất lượng của máy. Bây giờ chúng ta sẽ tiến hành căng lại. Chúng ta thấy ở đây có một con ốc và một cái lò xo. Chúng ta chỉ việc nới lỏng con ốc này, lò xo sẽ tự động kéo cái pulley và Zecora sẽ tự động căng ra. Đấy. Nó là lực căng tự nhiên nha. Lực căng của Zecora cũng chính là lực kéo của lò xo. Bây giờ chúng ta sẽ siết ốc lại. Khi chúng ta tháo rơm và gắn vào thì cái độ cao của rơm đã thay đổi. Chúng ta phải điều chỉnh lại độ cao của hai cái con lăn dẫn băng này. Cho nên là chưa cần phải gắn cái damper này vào, tại vì nếu gắn vào chúng ta chỉnh không được. Giờ tôi sẽ dùng máy hiển sóng để test tín hiệu. Ở đây nó có bốn cái pin dùng để đo tín hiệu nè. Nó là chân số 2 nha. Chân số 2 chính là RF out. Bây giờ tôi sẽ bật nguồn và cho băng vào. Chúng ta sẽ chỉnh máy. Chỉnh độ cao chúng ta phải cần có máy hiển sóng. Hình ảnh không tốt do cái độ cao đã bị thay đổi rồi, bây giờ chúng ta sẽ chỉnh máy. Đây chính là dạng tín hiệu ra. Bây giờ chúng ta sẽ chỉnh độ cao của hai ốc sao cho tín hiệu ra là tốt nhất. Bây giờ chúng ta sẽ test máy thêm một lần nữa. Đây chính là một số phím thực hiện chức năng video số, có chức năng là lưu trữ hình ảnh. Bây giờ chúng ta thử bấm nút Stop Motion. Chúng ta sẽ thấy là nó sẽ tua từng frame hình. Những hình ảnh này đã được biến đổi thành tín hiệu số và lưu trữ lại rất là ổn định. Để trở lại trạng thái ban đầu, chúng ta sẽ bấm nút Digital Off. Tôi sẽ đăng bán đầu này trên Yahoo Auction. Vì hiện nay giới chơi Betamax trên toàn thế giới đang săn lùng các đồ ED Beta rất nhiều. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn.